Thì cái ấn tượng nhất là cái tính chất simplify tất cả mọi thứ của linear thinking. Làm sao không biết từ vựng nhiều và giỏi riêng được. Nó mở ra cho mình một cái chân trời mới vậy. Xin chào Nghĩa với Kim. Okay, anh rất là vui khi có sự xuất hiện của hai em trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Thì trước mắt Nghĩa với Kim có thể giới thiệu mình cho các bạn biết được không? Dạ, cảm ơn anh Lực. Thì chào các bạn, mình là bác sĩ Trung Nghĩa, hiện tại mình đang làm chuyên ngành về tâm lý và tâm thần. Chào các bạn, mình là bác sĩ Trung Kiên, hiện mình đang là bác sĩ răng hàm mặt. Hồi đó tụi em đều học chung năng khiếu, sau đó thì học y, và trong quá trình học y tụi em học anh văn và tụi em đã tìm đến Don. Và Don đã cho tụi em một cái hành trình mà cả hai đều có những cái trải nghiệm rất là tốt. Về cái kết quả ở Don thì mình được 8.0, còn anh Nghĩa thì được 7.5. Ok, rất là ấn tượng đúng không? Đối với hai bác sĩ. Ok, mặc dù rất bận học chuyên ngành nhưng mà vẫn cố gắng để đạt được hai cái điểm rất là cao trong kỳ thi IELTS. Okay. Thì hôm nay mình sẽ nói sâu hơn về cái quá trình học IELTS tại Don. Thì Nghĩa với Kim cho anh hỏi là hai em ấn tượng gì nhất về cái trong cái hành trình học IELTS tại Don English? Thực ra thì mình đã có dự định mà về luyện thi IELTS là cũng từ khá là lâu rồi. Nhưng mà trong cái hành trình đó mình tự tìm tòi học tập thì mình thấy khá là khó khăn với hai cái phần đó là writing và speaking. Thì thực sự mà lúc mà biết tới Don English thông qua anh Nghĩa thì mình đăng ký học thì nó giống như nó mở ra cho mình một cái chân trời mới vậy. Tại vì cái phương pháp linear thinking ở đây á, nó giúp cho mình là thứ nhất là tiếp cận được với những cái dạng bài rất là đa dạng với một cái tốc độ rất là nhanh, và từ đó thì mình có thể hoàn thành được một cái bài thi của mình nó rất là nhẹ nhàng và rất là smooth. Thì còn còn cái ấn tượng của Nghĩa về cái phương pháp linear thinking thì sao? Đối với em thì cái ấn tượng nhất là cái tính chất simplify tất cả mọi thứ của linear thinking, tức là mình hình dung nó dùng cái đường thẳng vậy đó. Nó cho mình một cái dòng tư duy mà có thể áp dụng được trong cả cái phần reading của mình, có thể giải quyết cái bài rất là nhanh, hiệu quả, trả lời chính xác trong cả cái việc là lấy thông tin vô, xử lý nó và đưa ra câu trả lời. Và em bởi vì em là con người thích sự đơn giản nên những cái gì là nguyên tắc đơn giản em học rất là nhanh, và em có thể ứng dụng nó ngoài cả cái việc học tiếng Anh nữa, nó cũng có hiệu quả trong những cái lĩnh vực khác của cuộc sống. Nghĩa có thể chia sẻ mọi người hơn là Nghĩa sâu hơn là Nghĩa ứng dụng cái hệ tư duy linear thinking đúng không? Vào các vấn đề cuộc sống như thế nào được không? Cụ thể là ví dụ là công việc của em đi, thì phải lắng nghe rất là nhiều. Mỗi ngày sẽ có những thân chủ, bệnh nhân họ đến và họ chia sẻ câu chuyện của họ. Và nếu mình không khéo, không đủ sự quan sát và có thể hệ thống hóa lại cái câu chuyện, cái dòng tư duy của bệnh nhân thì mình sẽ dễ lạc vào bên trong đó, lạc cả về mặt cảm xúc, lạc cả về việc chẩn đoán và không thể hỗ trợ bệnh nhân tốt. Thì cái linear thinking nó cho em một cái dòng tư duy để có thể biết được cái vấn đề nằm ở đâu, chẩn đoán là gì, giải quyết ra làm sao. Ngay cả cái việc những ngôn ngữ không lời nữa, cái điều họ không nói nó cũng là một giá trị thông tin. Và nên em sẽ lắng nghe và thu thập hết tất cả những điều đó. Nhưng mà Nhưng sau mà đó em cái khó categorize lại đúng không? đúng rồi cái khó Simplify khăn bình lại. thường là nó quá nhiều, nhưng mà nếu mình có một cái dòng tư duy thẳng, có được cái khả năng simplify lại thì cái vấn đề nó sẽ trở nên nó dễ và nó đi vào cái cốt lõi hơn. Bên cạnh đó thì nó cũng giúp em thử áp dụng vào những cái ngôn ngữ khác, ví dụ em học tiếng Trung chẳng hạn, thì cũng áp dụng cái nguyên tắc của Learn Thinking thì em thấy là cái quá trình học nó được rút ngắn và nó dễ hơn rất là nhiều. Mình trở lại với Kim một xí. Lúc nãy anh nghe Kim nói là nhờ linear thinking mà cái kỹ năng writing speaking em có thể kiểu như là làm rất là tốc độ rất là bàn thờ đó, rất là nhanh luôn. Ok, thì cho anh hỏi thứ là lỡ khi mà mình gặp đề khó quá hay sao ta? Thiệt ra thì với cái phương pháp linear thinking thì nó giúp cho chúng ta là phân tích được cái vấn đề và chúng ta có thể nảy sinh ra những cái ý Kiểu cho cụ cái, thể hóa đúng không? đúng rồi, mình có thể cụ thể hóa cái vấn đề trong câu hỏi. Có thể một câu hỏi nó khá là nó rộng quá, nó mơ hồ quá so với cái vốn kiến thức của chúng ta, nhưng mà sau khi dùng linear thinking chúng ta có thể cụ thể hóa nó ra thành những cái câu hỏi nhỏ chẳng hạn. Mình trả lời những câu hỏi đó và nó sẽ giúp chúng ta phát triển được một cái dàn ý và có thể phát triển thành một cái bài làm hoàn chỉnh mà không cần phải có quá nhiều kiến thức hoặc là quá nhiều từ vựng chuyên sâu về một cái lĩnh vực đó. Thì hồi xưa hai em học thầy nào cô nào ở đâu? Chẳng hạn đứa đi học thầy Thọ. Khá là mắc cười là em mới học thời gian dài và em thực ra rất là
gọi là nể á, rất là nể thầy Thọ, bởi vì cái khả năng tư duy của thầy thật sự rất là tốt, và cái cách truyền đạt cũng dễ thương, dễ nhớ gì nữa. Và đặc biệt là lúc mà không làm bài thì bạn sẽ xéo sắc cho tôi. Vậy là không làm bài thầy sẽ xéo sắc đúng không? Nên nó sẽ tạo mình một cái động lực lên, động lực cho thầy học, và nó hiệu quả thật. Nhưng mà em học thời gian rồi, sau đó học xong rồi mới biết là thầy Thọ thì bằng tuổi với em, nhưng thực sự là cái năng lực tư duy của bạn và cái khả năng truyền đạt của bạn ở một cái tầm rất là tốt. Đó, để miêu tả Don trong cái ba tiếng từ đúng không? Để sum up lại thì tụi em sẽ miêu tả dùng những cái tiếng từ nào? Em nghĩ cái đầu tiên phải là hiệu quả. Hiệu quả đúng không? Hiệu quả trong cái việc truyền đạt, hiệu quả trong sắp xếp thời gian học, và cả cái ấn tượng nhất của em là technical. Em thấy hình như rất là khó có một trung tâm làm về giáo dục nhưng mà là kết hợp tech ở trong nó nữa, và mình có nguyên một cái, theo em biết thì có một cái đội dev của riêng mình luôn. Đúng rồi. Và mình như vậy là mình sẽ chủ động trong cái khâu xây dựng được cái công cụ học tập phù hợp với lại cái cách tư duy của mình và cá nhân hóa dựa trên AI dành cho học viên nữa. Em là một cái đứa rất thích công nghệ nên em tìm hiểu về điều đó. Em thấy quá trình mình trải nghiệm thì điều đó giúp cho em kiểu như là đẩy được tới 150% công lực của mình luôn, so với cái việc mà mình chỉ học ở trên giấy hoặc là đến lớp thôi. Về công nghệ của đó đúng không? Còn Kim, em sẽ dùng tiếng từ nào? Em nghĩ là em sẽ dùng tiếng từ là tận tâm. Tận tâm thứ nhất là về cái đội ngũ giảng viên. Thì như anh Nghĩa có nói là thầy Thọ. Thầy Thọ em rất là thích thầy một cái điểm là thầy rất là chu đáo. Thầy luôn, trước cái kỳ thi của em là thầy đã soạn sẵn một cái kế hoạch học tập cho em luôn. Và em chỉ cần follow nó thôi. Ở trong đó có sẵn link tất cả các bài viết, các dàn ý này nọ hết. Đó là cái sự tận tâm của thầy. Thứ hai là sự nhiệt huyết của thầy trên lớp giảng. Thầy Thọ và thầy Tori là hai thầy mà em học. Thì cả hai thầy đều truyền cho em được cái năng lượng tích cực, và em có thể có hứng thú học hơn ở trong lớp học. Thứ hai là về cái đội ngũ nhân viên, mà có thể anh Lực ở đây là đứng đầu. Thì có thể nói là mọi người rất là quan tâm tới cái sự hiệu quả của việc học của học viên, và rất là sẵn sàng luôn hỗ trợ tụi em. Có một cái ở trong Don mà anh thích, mà nó nằm trong văn hóa luôn á. Thì lúc mà anh đi tuyển dụng á thì anh hay gọi là anh tuyển những người máu đê. Máu đê thì anh hay chọc là máu điên á. Anh hay chọc là máu đê, máu điên. Có nghĩa là thích những người thích sự đột phá, thích đột sự khác người. Thì thật ra những tất cả những gì Don làm được đến ngày hôm nay đều xuất phát từ cái sự hơi điên một xí. Có nghĩa là cái sự là muốn làm cái gì đó khác người. Chẳng hạn như hồi xưa đâu có ai nghĩ là, ai cũng sẽ nghĩ là muốn reading giỏi thì phải biết nhiều từ vựng. Nhưng mà lúc đó anh và chị Quỳnh từ đời đó tự đặt cho mình một cái bài toán là làm sao không biết từ vựng nhiều và giỏi reading được. Thì nó xuất phát từ cái sự điên ngay cái lúc mà mình làm, và mình làm từ từ thì nó xảy ra kết quả. Chứ thật ra anh không nghĩ là mình có quá mình thông minh hơn người khác, mà chẳng qua là mình điên hơn người khác mà thôi. Thì và cái máu điên nó len lỏi trong khắp các bộ phận và khắp các team ở Don, để cho Don ngày càng phát triển. Một câu hỏi cuối thôi, một câu là tụi em có lời khuyên gì dành cho các bạn đang học IELTS hay không? Cái lời khuyên của em đầu tiên là phải xác định cái mục tiêu của mình rõ ràng nghe nè. Tại vì đôi khi mọi người tìm kiếm cái cách học Anh văn nhưng mà lại đi luyện thi IELTS. Nhưng một khi đã luyện thi IELTS rồi thì luyện thi, mình xác định cái mục tiêu của mình là thi IELTS có chứng chỉ đạt cái mức điểm mình muốn, thì sau đó cái việc tìm kiếm cái phương pháp phù hợp nó rất là quan trọng. Nhưng mà phương pháp nó sẽ cần đặt sau mục tiêu, mình xác định đúng mục tiêu cái nào và sau đó thẳng một đường và đi thôi, giống như line of thinking. Thì ý của em thì cũng khá là giống anh Nghĩa, là mình phải xác định mục tiêu, và thứ hai là xác định mình đang ở mức nào đã. Thì mình mới vạch ra được cái lộ trình, cái kế hoạch để mình cố gắng. Thì em nghĩ là ở Don thì lúc vào là đã có cái lớp xếp lớp đầu vào và cũng có vạch cho ra cho học viên cái quá trình học đó, thì em nghĩ là đó là rất là hay. Và nếu mà có một lời khuyên thì cái này không phải quảng cáo gì cho Don hết, nhưng mà em nghĩ thực sự là với những gì em đã trải nghiệm, với kết quả em đã đạt được, thì em nghĩ là Don English là một cái lựa chọn khá là tốt để mấy bạn cân nhắc khi mà nếu mà cần một cái trung tâm để mà luyện thi về IELTS. Học IELTS cùng hệ tư duy Linear Thinking, đến Don ngay nhé.